không còn đơn điệu như trước, du lịch đêm tại Khánh Hòa giờ là một trong những sản phẩm không thể bỏ qua đối với du khách. Nếu như trước đây, du khách chỉ ăn uống mua sắm tại phố đi bộ ngay trung tâm thành phố, thì nay đã có thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn để du khách lựa chọn trong hành trình du lịch của mình. Nằm ở phía bắc thành phố Nha Trang, bến du thuyền Anna Marina là một trong những địa điểm thu hút du khách khi đến với Nha Trang thời gian gần đây. Đón hoàng hôn trên du thuyền, ngắm nhìn thành phố về đêm với buổi trà chiều lãng mạn. Trải nghiệm biển đêm trên vịnh Nha Trang, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Đây là một trong những sản phẩm du lịch về đêm nằm trong tổ hợp giải trí đêm đầu tiên ở Nha Trang Khánh Hòa đang được triển khai. Nhìn cái khung cảnh về ban đêm, rồi những ánh đèn, rồi thưởng thức những cái thức ăn ở trên tàu, rồi dùng bữa ở trên tàu thì rất là lãng mạn. Với tổng diện tích 6 hectare, tổ hợp giải trí đêm Anna Park là điểm đến du lịch xanh với 5 chuyên khu gồm ẩm thực, mua sắm, ba đêm, biểu diễn nghệ thuật, thể thao biển, có công suất phục vụ lên đến 10.000 lượt khách. Dự kiến tổ hợp giải trí này sẽ được khai thác và đưa vào hoạt động trong tháng 12 năm 2023, cùng thời điểm du khách quốc tế gia tăng trở lại thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị những cái mô hình hoạt động chuyên về kinh tế đêm, ví dụ như là thể thao lặn biển, những cái phố đi bộ ẩm thực song song với những cái sản phẩm khác để có thu hút được nhiều cái nguồn khách đến với Nha Trang hơn. Những sản phẩm du lịch mới về đêm đã từng bước được các doanh nghiệp du lịch năng động triển khai đón đầu, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức khởi động. Những năm qua, du lịch Việt Nam thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, nhưng thực tế số tiền chi tiêu của du khách còn rất thấp so với nhiều nước. Theo một nghiên cứu của Ernst & Young, một trong bốn hãng dịch vụ kiểm toán lớn nhất trên thế giới, ngành công nghiệp về đêm của Anh đóng góp khoảng 6% GDP với quy mô xấp xỉ 66 tỷ bảng, tạo ra hơn 1,25 triệu việc làm. Trong nền kinh tế đêm của New York, chuỗi các nhà hàng đóng vai trò quan trọng nhất khi mang về 12 tỷ đô la Mỹ một năm. Hoạt động mua sắm giải trí về đêm đã đem lại doanh thu 3,6 tỷ đô la Mỹ một năm cho Sydney. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng ước tính việc kéo dài thời gian hoạt động tại các cơ sở giải trí sẽ tăng 25% chi tiêu của du khách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho đất nước này. Chúng ta đang lãng phí rất nhiều cái tiềm năng, đặc biệt là tài chính khi du khách đi đến Việt Nam du lịch. Vậy thì câu chuyện kinh tế đêm là câu chuyện cần phải thúc đẩy nhanh để cho du khách khi đến Việt Nam chơi du lịch thì khách có một cái không gian chơi đêm, có nơi để tiêu tiền và thỏa mãn các cái nhu cầu giải trí ban đêm của du khách. Tại Việt Nam, theo các doanh nghiệp du lịch, nhu cầu chi tiêu của du khách vào ban đêm mới đáng kể, chiếm khoảng 70% mức chi tiêu trong đường tour của khách. Bởi ban ngày khách chủ yếu đi tham quan các địa danh theo chương trình, chỉ buổi tối mới có thời gian để khám phá văn hóa, ẩm thực và các hoạt động khác. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết các tỉnh thành có ngành du lịch được xem là kinh tế mũi nhọn, thì dịch vụ giải trí về đêm lại vẫn chưa được đầu tư đúng mức. Nhu cầu về ẩm thực đêm là rất cao trong tất cả các thành phố du lịch. Các du khách sau một ngày mà đi du lịch về theo tuyến đoàn thì về khách sạn là hầu hết là nghỉ ngơi và không có cái chỗ ăn chơi vào ban đêm. Thì không để lại, thứ nhất là không để ấn tượng. Thứ hai nữa rằng là các sản phẩm ẩm thực của địa văn hóa địa phương là không được quảng bá rộng rãi. Khánh Hòa và các tỉnh ven biển miền Trung có lợi thế để phát triển kinh tế về đêm. Thế nhưng cho đến nay, hoạt động kinh tế ban đêm vẫn chưa phát triển một cách bài bản, đồng bộ, chỉ dừng lại ở các hoạt động đơn lẻ của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Rất nhiều du khách cho rằng Nha Trang thừa chỗ ngủ nhưng vẫn thiếu chỗ vui chơi giải trí. Thực tế ấy đã khiến Nha Trang giảm sức hút đối với khách du lịch, đánh mất lợi thế để khai thác kinh tế đêm, nền tảng đem lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chúng ta đang nói nhiều về kinh tế ban đêm, nhưng kinh tế ban đêm hãy hiểu rằng nó bao gồm nhiều loại hình. Thì trong đó những loại hình đặc biệt là về ẩm thực có thể giữ chân khách 1 đến 2 đêm. Chúng ta muốn rằng khách ở lại lâu và với những loại hình mà hết sức là lành mạnh hoặc là hết sức thích thú và tạo ra những sự thú vị cho khách thì ẩm thực rất sức và ẩm thực nó thực sự đã có thể trở thành một cái giá trị mà chúng ta có tận dụng được.
vấn đề đặt ra lúc này là đa dạng dịch vụ cho du khách, trong đó quan trọng là gia tăng dịch vụ về đêm. Khách họ đến đây họ thấy đẹp lắm, nhưng mà nếu chỉ có như thế thôi thì họ sẽ nghỉ rất ngắn ngày và họ sẽ tìm tới một cái điểm kế tiếp để họ đi, chứ họ không ở Khánh Hòa là vì họ đi một vòng thì cũng đã đáp ứng đủ hết rồi. Tôi muốn là về cái văn hóa, về ẩm thực, về mua sắm, về các cái giải trí, đặc biệt là những cái văn hóa về văn nghệ Trần truyền thống, muốn lôi kéo du khách nhiều hơn nữa thì chúng ta phải có những cái kế hoạch sớm trở thành hiện thực. Sự tăng trưởng, phục hồi khách du lịch trong nước và quốc tế cũng đặt ra cho ngành du lịch Khánh Hòa bài toán cần nhanh chóng nghiên cứu triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm thu hút du khách. Tuy nhiên, quy hoạch thế nào, triển khai sản phẩm đầu tư loại hình dịch vụ ban đêm ra sao để phát triển bền vững là vấn đề cần đặt ra. Chúng tôi sẽ cần rất nhiều những cái sự hỗ trợ của các sở ban ngành, lãnh đạo, tạo điều kiện những cái chính sách về mặt kinh tế, về xây dựng và cũng như là những sách về du lịch, có những cái quy định mở hơn cho những cái đơn vị họ có thể tìm được cách thu hút thêm khách du lịch. Mới đây, Khánh Hòa vừa có quy định phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030, tập trung xây dựng và phát triển kinh tế ban đêm trên 4 lĩnh vực hoạt động dịch vụ: hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm, dịch vụ du lịch. Đề án cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí về đêm tại khu vực bãi biển, đường phố nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế dịch vụ đêm. Ẩm thực là một điều không thể tách rời về những cái đô thị mới phát triển về kinh tế đêm và nhất là những vùng biển. Tôi chắc chắn điều đấy là một điều không thể thiếu. Tổ chức các cái show diễn, đặc biệt là về show diễn văn hóa Việt Nam hay là các cái loại hình show diễn khác, để đa dạng cái sản phẩm khi mà du khách vào một cái không gian kinh tế đêm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Khánh Hòa là một trong 12 địa phương được giao nhiệm vụ chủ động lựa chọn các mô hình du lịch đêm phù hợp điều kiện thực tế, phát huy lợi thế sẵn có để đạt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành thương hiệu sản phẩm du lịch đêm của Việt Nam. Đây là một động lực phát triển mới cho Khánh Hòa. Bên cạnh những sản phẩm du lịch biển đảo là thế mạnh, việc phát triển sản phẩm du lịch về đêm đưa vào khai thác phục vụ du khách đến lúc này cần được đầu tư đúng mức và quảng bá rộng rãi. Đó không chỉ là cách tạo thêm sản phẩm du lịch độc đáo, có ấn tượng, có chiều sâu văn hóa mà còn góp phần đem lại nguồn kinh tế lớn, tăng thêm sức hút cho du lịch xứ Trầm Hương mà còn tạo ra sự đột phá của ngành du lịch, nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ du lịch với các nước trong khu vực và thế giới.